mới thủy rồi con. Yama ha, 2 máy 36 ngựa turbo tăng áp. 2 máy à, con này đẹp lắm nha. Yama 26 ngựa turbo tăng áp, 36 ngựa có turbo tăng áp luôn. 3.100 vòng trên phút. Còn đây là Isuzu. Cái đời này chắc đời 4 xúc bắp rồi con. Đời này chắc đời 4 xúc bắp rồi nè. Isuzu này chắc đời 4 xúc bắp rồi con. Làm cao nó bự quá nè. Cái đời này là 4 xúc bắp, 2 xúc bắp xả, 2 xúc bắp hút. Hoặc là 4 xúc bắp á gì á. Đây là Toyota nè con. Con này là Toyota nè. Này là Toyota nha, Toyota 4 máy nè. Là máy Toyota nha, 4 máy Toyota luôn. Ghê không? Toyota 4 máy đây, ký hiệu đây. Con này lớn nha, 40 ngựa. 3.500 vòng trên phút. Toyota 4 máy. Có bơm phụ con đồ đầy đủ hết nha. Đây Isuzu, đời này chắc đời 4 xúc bắp rồi. Chắc vậy, tại gặp cò nó bự quá nè. 2 xả 2 nạp. Isuzu 4 máy. Đây là máy thủy. Bắt số thủy luôn. Cái con này chạy mới có ngàn giờ thôi bà con. Đây mới chạy có ngàn giờ đây. Con Toyota 4 máy mới chạy ngàn giờ nè. 40 ngựa 4 máy Toyota. Con đây là Isuzu 4 máy. Đây là con Yamaha 2 máy turbo tăng áp. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Tỷ số chuyển lực của con này là 3.41. Đó là tỷ số chuyển lực của con Yamaha 2 máy 36 ngựa. Rồi con Toyota 40 ngựa là số chuyển lực là 3.50. Này mẫu con Toyota nha bà con. Nhưng mà để cano Yamaha đặt làm. Đây là mẫu Toyota nè. Cái này bầu nè. Toyota nè. Cái này siêu bền đó bà con. Mới chạy ngàn giờ tại để mùa mưa nắng thôi. Con này là dạng như mua trần nè, máy thủy mua trần á, nó vậy đó. Con này là nằm trong buồng máy, nó còn đẹp. Con này là mua trần, cái xe sẽ có ngàn giờ. Toyota luôn nha. Bà con có nhu cầu alo nha, 0886356707.